chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 11 giờ 30 phút và quý vị đang theo dõi bản tin trưa của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, trong sáng nay 27 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định xét xử bị cáo Đinh La Thăng và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC vào ngày 8 tháng 1 năm 2018. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 8 tháng 1 đến ngày 21 tháng 1 năm 2018. Hội đồng xét xử gồm 5 người, trong đó có 2 thẩm phán, gồm các ông Nguyễn Ngọc Huân, chủ tọa, và Trương Việt Toàn. Tổng cộng có 22 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án, trong đó 12 bị cáo bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Đáng chú ý có ông Đinh La Thăng, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, Phùng Đình Thực, nguyên tổng giám đốc PVN, Nguyễn Quốc Khánh, nguyên phó tổng giám đốc PVN, Nguyễn Xuân Sơn, nguyên phó tổng giám đốc PVN. Tiếp đến, có 8 bị cáo bị truy tố về tội tham ô tài sản. Riêng 2 bị cáo Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc PVC và Vũ Đức Thuận, nguyên tổng giám đốc PVC bị truy tố về cả 2 tội: cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản. Theo cáo trạng, cơ quan tố tụng đã xác định, trong quá trình thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, bị cáo Đinh La Thăng, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên PVN, có vai trò chính trong việc đề ra chủ trương và chỉ định PVC thực hiện gói thầu EPC, chỉ đạo PV Power ký hợp đồng EPC số 33 với PVC trái quy định. Sau đó, ông Thăng chỉ đạo cấp dưới tại PVN và ban quản lý dự án căn cứ hợp đồng này cấp tạm ứng hơn 6,6 triệu đô la Mỹ và trên 1.312 tỷ đồng cho PVC để bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng sai mục đích, không đưa vào dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền gần 120 tỷ đồng. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh trong quá trình thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 giữ vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị PVC. Trịnh Xuân Thanh đã có hành vi chỉ đạo bị cáo Vũ Đức Thuận ký hợp đồng EPC số 33 để PVC được nhận tạm ứng hơn 6,6 triệu đô la Mỹ và trên 1.312 tỷ đồng. Ngày 26 tháng 12, tại trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, Tòa án Nhân dân cấp cao đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép 294 bánh heroin do có đơn kháng cáo của Phan Đình Tuấn, tức là Tuấn Lay, Hồ Sự Cơ, Nguyễn Quốc Thắng, vì cho rằng trong đường dây mua bán trái phép 294 bánh heroin này thì Nguyễn Thị Hương là người tình của Tuấn mới là kẻ cầm đầu. Tại phiên tòa phúc thẩm cấp cao, Phan Đình Tuấn, Hồ Sự Cơ và Nguyễn Quốc Thắng đều cho rằng người đứng đầu đường dây ma túy này là Nguyễn Thị Hương, nhưng không cung cấp được bằng chứng chứng minh Hương là người trực tiếp điều hành, chỉ đạo các phi vụ mua bán ma túy. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử quyết định không chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo Phan Đình Tuấn, Vũ Thành Trung, Nguyễn Quốc Thắng và Phan Thanh Tòn, giữ nguyên mức án tử hình như bản án sơ thẩm. Riêng đối với Hồ Sự Cơ, có công khai ra các mắt xích quan trọng giúp cơ quan điều tra triệt phá đường dây mua bán ma túy này, hội đồng xét xử cấp cao chấp nhận kháng cáo giảm án cho bị cáo từ tử hình xuống chung thân. Theo cáo trạng, từ cuối năm 2013 đến ngày 15 tháng 12 năm 2014, dù đang chấp hành bản án 10 năm về tội giết người, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, nhưng Phan Đình Tuấn đã chỉ đạo đàn em thực hiện 6 vụ mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lên tới 294 bánh, tương đương với 102 kg. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 12, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai đối với Phan Thành Hưng và Từ Công Thọ cùng chú tại tỉnh Bình Định về tội giết người và làm giả giấy tờ. Tại phiên tòa, thì bị cáo Phan Thành Hưng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phan Thành Hưng 8 năm tù về tội giết người và 2 năm tù về tội làm giả giấy tờ của cơ quan tổ chức. Bị cáo Từ Công Thọ bị phạt 2 năm tù về tội làm giả giấy tờ của cơ quan và tổ chức. Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 30 tháng 6, tại km 488-700 trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ và Đường sắt Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện xe ô tô tải 77C01647 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 77R00137 do lái xe Phan Thành Hưng điều khiển đã vi phạm tốc độ quy định nên yêu cầu dừng lại kiểm tra. Tuy nhiên thì tài xế đã không hợp tác mà còn lái xe đâm thẳng vào lực lượng chức năng, buộc Thượng úy Nguyễn Anh Đức đã phải nhảy lên bám vào gương chiếu hậu. Biết như thế nhưng Hưng vẫn cố tình nhấn ga bỏ chạy và liên tục lạng lách đánh võng khiến cho Thượng úy Đức rơi xuống đường dẫn đến chấn thương nặng.
Thưa quý vị, theo quy định về niên hạn sử dụng đối với xe ô tô thì đến ngày 1 tháng 1 năm 2018, cả nước sẽ có trên 24.000 ô tô là xe tải và xe khách hết niên hạn sử dụng. Cục Đăng kiểm Việt Nam đã yêu cầu các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước cung cấp thông báo số liệu cho các phòng cảnh sát giao thông, sở giao thông vận tải, thanh tra giao thông các tỉnh, thành phố để cập nhật số liệu về niên hạn xe cơ giới, đồng thời chủ động có hướng xử lý từ đầu năm 2018 nếu các phương tiện trên vẫn chạy trên đường. Các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trong quá trình tiếp nhận xe đăng kiểm, nếu phát hiện xe quá niên hạn sử dụng thì sẽ từ chối đăng kiểm. Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cũng cho biết là các xe hết niên hạn nếu vẫn lưu thông trên đường thì sẽ bị xử phạt hành chính với mức từ 4 đến 6 triệu đồng. Ngoài ra thì tất cả xe vi phạm lỗi này thì đều bị cảnh sát nhốt không xác định thời gian. Thưa quý vị, năm 2018 sẽ tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm phức tạp có nguy cơ trở thành điểm nóng về tôn giáo. Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc vu cáo của các thế lực thù địch về tôn giáo và nhân quyền ở Việt Nam. Nội dung đáng chú ý này đã được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 ngành quản lý nhà nước về tôn giáo. Báo cáo của Ban Tôn giáo Chính phủ cho thấy đến nay đã công nhận và cấp đăng ký hoạt động cho 41 tổ chức thuộc 15 tôn giáo. Năm 2017 đã tăng cường thanh kiểm tra, kịp thời phát hiện chấn chỉnh các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc vu cáo Việt Nam, vi phạm nhân quyền tín ngưỡng tôn giáo, giải quyết các kiến nghị chính đáng của các tôn giáo, xử lý giải quyết các vụ việc tôn giáo phức tạp phát sinh được kịp thời. Đặc biệt là các vấn đề đất đai liên quan đến tôn giáo. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, quản lý nhà nước có nơi có lúc còn tư tưởng quá tả hoặc cáo hữu, dẫn đến ứng xử và giải quyết các vấn đề tôn giáo còn chưa phù hợp, tạo tâm lý bức xúc. Từ thực tế này, năm 2018 sẽ tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm phức tạp có nguy cơ trở thành điểm nóng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc vu cáo của các thế lực thù địch về tôn giáo và nhân quyền ở Việt Nam, triển khai thi hành luật tín ngưỡng tôn giáo, đảm bảo vận hành luật trong thực tiễn được hiệu quả. Thủ tướng về quyết định điều chỉnh bổ sung đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025. Theo đó, thì đối với giáo dục mầm non, đề án đặt mục tiêu là đến năm 2020 hoàn thành việc ban hành chương trình và học liệu làm quen với ngoại ngữ cho trẻ mầm non. Đối với giáo dục phổ thông, hoàn thành việc ban hành chương trình môn ngoại ngữ tự chọn lớp 1 và lớp 2 vào năm 2020. Đến năm 2025 thì phấn đấu 100% học sinh từ lớp 3 đến lớp 6 được học chương trình ngoại ngữ 10 năm, bắt đầu từ lớp 3 đến lớp 12. 50% các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai chương trình ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra và ngành nghề đào tạo. 100% các ngành đào tạo chuyên ngoại ngữ triển khai chương trình ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra và ngành đào tạo. 80% các ngành khác triển khai chương trình ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra và ngành đào tạo. Triển khai một số chương trình đào tạo giáo viên bằng ngoại ngữ. Thưa quý vị, 10 năm về trước thì con đường lập nghiệp của giới trẻ thường sẽ đi theo một lối mòn là cố gắng thi đỗ đại học, chọn một ngành nghề phổ biến để dễ xin việc để theo học. Thế nhưng mà với sự phổ biến của Internet thì con đường khởi nghiệp và cách kiếm tiền của giới trẻ đã thay đổi. Có những ngành nghề mới mà chưa có trường lớp nào đào tạo, có những kỹ năng chỉ có được qua quá trình làm việc thực tế. Và tất cả những điều đó mang đến cho họ cơ hội để khẳng định mình. Rồi, ok. Xin kính chào các bạn. Hiện tại mình đang có đây chiếc LG V30 Plus. Máy này thì không bán ở Việt Nam. Kênh YouTube chuyên đánh giá các sản phẩm công nghệ Vật Vờ Studio của Trần Xuân Vinh hiện đang có hơn 800.000 người đăng ký theo dõi, thu hút từ 15 đến 20 triệu view mỗi tháng. Khởi nghiệp từ niềm đam mê các thiết bị công nghệ, ban đầu là tự mày mò đi mượn các mẫu điện thoại mới, đến nay Trần Xuân Vinh đã có được một ekip 15 người trẻ làm việc tại Vật Vờ Studio để cùng xây dựng video đăng tải trên YouTube. Nếu mà không có Internet thì Vinh ngày hôm nay khả năng là đang ngồi ở một văn phòng nào đấy làm kế toán. Vì ngày xưa lúc mình vào trường thì mình đăng ký vào ngành kế toán. Mình là một người ở vùng quê, giọng nói thì cũng hơi khó nghe, nó không phải là giọng phổ thông. Ngoại hình thì không ưa nhìn hơn ai cả. Nên mà nghĩ lên mạng chắc người ta chửi chết. Nhưng mà nó như kiểu là một cái cơ duyên may mắn nhờ Internet, xong tự nhiên là mình là ngồi đây. Đào Xuân Hoàng cũng là một startup Việt thành công với các sản phẩm trên nền Internet. Đầu tiên là ứng dụng học tiếng Anh Monkey Unio, từng giành giải nhất sáng kiến toàn cầu tại Mỹ, lọt vào top 10 ứng dụng giáo dục thành công nhất Việt Nam. Hiện tại anh đang cùng các cộng sự phát triển ứng dụng học tiếng Anh qua truyện tranh Monkey Story, và startup Việt này cũng vừa được nhận khóa học huấn luyện khởi nghiệp của Google tại thung lũng Silicon. Khi bạn làm một chương trình chất lượng cao thì nó sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí khác. Đó là chi phí liên quan marketing, chi phí liên quan là hướng đến tìm kiếm người dùng mới. Tại vì khi mà người dùng hài lòng thì họ hoàn toàn có thể làm một cái đại sứ
là giới thiệu chương trình của bạn đến những bạn bè họ hàng của họ. Không đầu tư vào chi phí quảng cáo hay marketing, cả Trần Xuân Vinh và Đào Xuân Hoàng đều tập trung phát triển giá trị cốt lõi của sản phẩm. Đó chính là nội dung. Nội dung đó cần đáp ứng được nhu cầu của người dùng. Đó cũng là cơ hội khởi nghiệp của nhiều người trẻ khác trong thời đại số. Mình thể hiện những cái gì mà mình suy nghĩ trong đầu thôi, không có quá chỉnh chu trong câu nói. Nó giống như kiểu là nói chuyện giữa hai người bạn và các bạn cảm thấy cái sự gần gũi đấy, thì đấy là cái sự khác biệt mà mình đem lại. À, ngoài ra nội dung thì mình cũng ưu tiên hàng đầu là nghĩ xem là người xem họ cần cái gì. Thế nghĩa là mình cung cấp những cái mà họ quan tâm thay vì cung cấp những cái mà chỉ đơn thuần là mình thích thôi. Internet đã làm thay đổi nhiều cách thức sinh hoạt truyền thống của con người và Internet cũng giúp tạo ra nhiều ngành nghề mới, là mảnh đất tiềm năng để nhiều người trẻ khởi nghiệp và khẳng định mình. Bất kỳ ai có sự sáng tạo và dám khác biệt cũng sẽ có cơ hội với Internet. Thưa quý vị, trong tối qua tại thành phố Đà Lạt đã diễn ra đêm hội Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Đây là một trong những chương trình chính của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 7, nhằm công bố quyết định về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành và tôn vinh các tổ chức và cá nhân tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh, sản phẩm rau, hoa, cà phê, Arabica và du lịch canh nông. Năm 2015, thông qua chương trình hợp tác phát triển của Chính phủ Việt Nam-Nhật Bản, tổ chức JICA Nhật Bản đã cho ra đời thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành cho các sản phẩm rau, hoa, cà phê Arabica và du lịch canh nông. Tại đêm hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Văn Việt đã trao chứng nhận nhãn hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành cho ông Võ Ngọc Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt. Dịp này, tỉnh Lâm Đồng đã tôn vinh 125 tổ chức cá nhân tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh sản phẩm dịch vụ rau, hoa, cà phê Arabica và du lịch canh nông, các tổ chức cá nhân sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tiêu biểu tại thành phố Đà Lạt. Tôi cảm thấy là rất là vinh dự khi đứng trong một trong các 25 cái đơn vị doanh nghiệp và tổ chức du lịch canh nông. Thì qua cái festival này thì đối với doanh nghiệp chúng tôi được quảng bá, được giới thiệu đối với lại trong và ngoài nước, các du khách biết đến. Thứ nhất là về rau hoa củ quả, cái thứ hai nữa là về du lịch của Lâm Đồng nói chung và du lịch của Đà Lạt nói riêng. Tôi rất là vui mừng khi được nhận cái giải như vậy, và đây là một cái cơ hội mà rất là hiếm có để có thể là phát triển rộng ra và để tiếp cận với mọi người và mọi doanh nghiệp. Tại đêm hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Yên nhấn mạnh, sự ra đời của thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành đã đánh dấu những thành công bước đầu của tỉnh Lâm Đồng trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu của tỉnh. Để tiếp tục quảng bá thương hiệu này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị kết tinh kỳ diệu từ đất lành tập trung quan tâm chỉ đạo, chủ động phối hợp với tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch hành động và phát triển quảng bá thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành giai đoạn 2017-2020 gắn với kế hoạch nhân rộng mô hình trung tâm sau thu hoạch, bảo quản và chế biến rau củ quả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong giai đoạn này, xây dựng và đưa vào hoạt động trung tâm giao dịch hoa kết hợp hình thành tuyến điểm du lịch canh nông trên địa bàn thành phố Đà Lạt và các huyện lân cận. Thứ hai, thành phố Đà Lạt đơn vị chịu trách nhiệm trong việc cấp giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành, chủ động xây dựng quy chế phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc Dương, Lâm Hà, Đam Rông, v.v. để thông báo đến các tổ chức cá nhân đang sử dụng nhãn hiệu Đà Lạt, rau Đà Lạt, hoa Đà Lạt về lộ trình cách thức chuyển đổi sang sử dụng nhãn hiệu mới để chủ động kế hoạch sản xuất kinh doanh, có kế hoạch chống nhãn hiệu giả để bảo vệ sở hữu trí tuệ của thành phố Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng. Tăng cường hỗ trợ hình thành mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ, chế biến sản phẩm theo chuỗi sản xuất an toàn, hướng tới một nền nông nghiệp sạch, bảo đảm an toàn thực phẩm, bền vững, sản xuất uy tín, chất lượng xứng đáng với thương hiệu Đà Lạt, kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Việc xây dựng thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành cho các sản phẩm rau, hoa, cà phê Arabica và du lịch canh nông là lời cam kết về công tác quản lý, đảm bảo phát triển chất lượng của sản phẩm nông nghiệp Đà Lạt, Lâm Đồng, đưa nông sản của Đà Lạt vươn xa. Thưa quý vị, trong sáng nay 27 tháng 12, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến các tỉnh miền núi và đồng bằng Bắc Bộ. Vùng núi rét đậm có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm phổ biến ở mức 12 đến 15 độ, vùng núi cao dưới 10 độ. Hà Nội ngày hôm nay có mưa, nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức 13 đến 15 độ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, từ nay đến Tết Nguyên đán thì sẽ có liên tục các đợt không khí lạnh tăng cường, nên nhiệt độ Bắc Bộ sẽ xuống thấp và trời rét.
Thông tin về thời tiết vừa rồi thì cũng đã kết thúc bản tin trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.